Xin chào cả nhà, hôm nay mình xin giới thiệu cách ướp flank steak. Tức là cái phần thịt bò này nằm ở hông con bò đó các bạn. Một miếng thịt bò hông 600g. Đầu tiên là mình cho tiêu đen vô nhé. Nửa muỗng cà phê cỏ xạ hương khô. Nửa muỗng cà phê bột ớt paprika. Loại bột ớt này không có cay nha bạn. Sau đó là khoảng 1 muỗng rưỡi cà phê tỏi băm, 55g đường nâu. Dùng luôn cái cúp đó luôn nha bạn. Mình đong tiếp dầu ô liu là khoảng 60ml. Nước tương. Mình dùng giấm táo, nếu mà các bạn không có giấm táo mình có thể bằng thế bằng nước cốt chanh. Một muỗng canh khoảng 15ml giấm táo. Rồi sau khi mình ướp gia vị thì bắt đầu mình xoa đều để cho gia vị thấm vô thịt bò. Cái này mình ướp ít nhất khoảng 1 tiếng nha các bạn. Mình thì thích ướp để qua đêm cho nó thấm gia vị đó. Thì cái này khi bò mình ướp xong rồi gia vị nè, mình có thể để trong tủ lạnh trữ được tới 3 ngày nha các bạn. Rồi bắt đầu mình chiên bò nè, làm nóng chảo lên, cho 3 muỗng canh dầu ăn vào. Rồi sau đó mình cho miếng bò vào nha các bạn. Vừa vô cho bò vào là mình hạ lửa vừa, chiên một mặt như vậy 5 phút, đậy nắp lại. Thì trong quá trình chiên mình nhớ mở nắp nồi ra khoảng 1-2 lần để cho nước nó nhiễu ra ngoài đó. Rồi sau 5 phút thì mình mở ra, mình bắt đầu chở mặt thịt bò nha các bạn. Cũng vậy mình chiên tiếp mặt còn lại 5 phút tiếp. Coi như là tổng cộng chiên miếng thịt bò này là 10 phút đó. Thì miếng bò này mình chiên tổng cộng là 10 phút đó các bạn. Như vậy thì khi ra bò nó sẽ là tái vừa, thì nó sẽ không có bị khô. Rồi sau 10 phút đó, thì bắt đầu mình mở ra kiểm tra thịt bò nhé. Lấy thịt bò ra đi, mình thấy là vừa rồi đó. Khi lấy thịt bò ra thì mình cho thịt bò nghỉ khoảng 10 phút. Thì mình đậy nắp lại để cho thịt bò nghỉ trước khi mình cắt nha các bạn. Wow, đó là medium rare đó, tái vừa đó. Rất là đẹp ha, nhìn đi, rất là juicy đó. Rồi thì bây giờ mình thái thịt bò ra để chuẩn bị ăn chung với bánh mì. Nhớ là khi thái thịt bò như vậy thì mình nhớ là cắt ngang cái sớ của nó để cái thịt bò không có bị dai đó các bạn. Rồi giờ bắt đầu mình làm bánh mì kẹp thịt bò nhé. Thì ở đây mình sử dụng bánh mì mình tự làm. Nếu mà bạn nào thích tự làm bánh mì thì mình có hai cái đường link công thức bánh mì ở dưới đó các bạn. Và đây là giấm pha làm trộn salad, mình cũng có cái đường link công thức làm giấm trộn salad nha các bạn. Snow. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy bấm like và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.